Bây giờ mình lật lại một bề. Now we up one side. One side to another side. Now we eat like this. Bánh xèo so special we eat by hand. Vậy bây giờ mình chuẩn bị cái gạo này nè. Khoảng 3 kg gạo. Bây giờ now early in the morning we will make the rice flour. This is about 7 pounds of rice. Yeah. We fill it out. Like this. Bây giờ chúng ta lược heo cái gì? Mình lược hai cái mình xay lần đầu á thì nó chưa có nhuyễn cho nên là mình phải lược thôi. Now we fill it out. So we wait for about 5 hours later, and we do one more time, and it's very good enough to make the bánh xèo right now. Bây giờ mình lược hay quý vị một hồi mình tách ra hai cái phần mà nó một cái nhuyễn cái không nhuyễn thì một hồi khoảng 5 tiếng sau là đầu giờ chiều là mình có thể có bột để làm bánh xèo. Now we should not add more tap water, but we add the water from we separate before. Cái này mình thêm nước từ cái nước mà mình mới xay ra, mình nó mình mới lọc ra hay cái gì. Cái nước này mình không muốn thêm nước nữa để hồi mình dễ làm cho bột nó không có bị nhiều nước, mình tách nước nó dễ hơn. Nhiều nước quá mình tách nó lâu. Giờ mình lược một lần nữa hay cái gì. Now we fill again one more to make it really separate the big one and small one. Mục đích của mình lược cái này là cái hạt gạo lớn á, mình xay nó không nhuyễn được á quý vị. Bây giờ là mình phải tách nó ra thì khoảng một vài tiếng sau á thì khoảng 5 tiếng 3 đến 5 tiếng à là mình xay thêm lần nữa là nó nhuyễn nhừ luôn á, tại cái này là nước nó sẽ thấm vô trong cái phần trong của hạt gạo thì nó mềm ra là mình xay là nó thành bột luôn. You know we after we separate the two the big one and this one is small one right now we just wait for it separate the water, the little water and the heavy one, and we can use the rice flour. We add 1 gram of salt, sea salt. Mình bỏ thêm 1 gram muối nữa vậy cho nó màu màu lắng. We make the salt mix together, and after it's more separate the water and the rice flour. Quý vị ơi, thấy không? Bây giờ nước nó trong veo à, mình bỏ chút nước muối mà giờ nó màu trong á, khoảng 4 tiếng mấy mà giờ nó trong rồi nè. Now we pour the clear water out to get the rice flour. Không, cái loại hột gạo bây giờ là nó sau 4-5 tiếng là đã thấm nước rồi. Bây giờ mình chỉ cần xay thêm một lần nữa là nó nhuyễn thành bột luôn á. Now we just use the juicer to spin one more time so and we can get the rice flour. Giờ mình đổ vô, xay xong rồi nó nhuyễn rồi quý vị thấy không? Giờ là now we have the rice flour for bánh xèo already. This one, you see, it's very plain. Mình sẽ chỉ bà con cách mình bỏ nghệ vô luôn ha, khoảng 10 gram. Now we add more turmeric, about 10 gram.
and we add the water with the color. We fill the turmeric out. Giờ mình đổ trộn cái bột với lại cái nghệ mà mình xay đó, cái gì nghệ tươi mình xay đó, thì nghệ tươi ăn rất ngon hết quý vị. Nó làm cho cái bột nó giòn và nó lại thơm ngon, tất nhiên nó ngon hơn cái bột mà mình bột nghệ mình mua sẵn á, nhiều lắm. Giờ mình hái rau ngoài vườn. Now we collect the vegetable for bánh xèo. This one's special for bánh xèo. Now we add more sugar, about 7 gram of sugar. Cái này mình thêm cỡ 5 đến 7 gram đường hay cái gì. Đừng bỏ nhiều quá, nhiều nó sẽ nó ngọt sẵn rồi. Cái bột này mình làm nhà nó ngọt. Bây giờ mình đổ cái nước dừa vô. Bỏ từ từ ha. Nếu mà nó lỏng quá là không được. Nhưng mình quậy. Giờ nó dừa. Cái màu nghệ tự nhiên ha quý vị. Cái này nó cái màu rất là đẹp nè. Quý vị thấy không? Nên xài đồ tự nhiên. Mấy cái bột là nó không có làm màu thiệt đâu. Onion leaf. Cái này mình bỏ thêm hành nha quý vị. Thơm quá. It smells good. We add onion with garlic. Now we make the meat for bánh xèo. Giờ mình làm cái nhân cho bánh xèo quý vị. We add meat. Add some pepper. Bỏ chút tiêu vô quý vị. Thêm khoảng 2 muỗng rưỡi nước mắm hay cái gì. 2½ spoon of fish sauce. Này mẹ qua tiếp làm cái này, hợp tác với mẹ làm cái món bánh xèo. Now my mother helped me to make the bánh xèo. We add shrimp. Cái này mình thêm tôm hay cái gì cho cái nhân. Onion. This one we use shrimp, so we don't add more sugar because shrimp very sweet. Cái này tôm rất là ngọt cái gì, cho nên mình không cần phải bỏ thêm đường. Mình xào nữa là mình lấy cái nước ngọt của tôm á, nó ra á, nó ngọt ngay luôn á, ngọt tự nhiên ngon lắm. Bỏ thêm bột cái gì, nó hơi lỏng. Now we add more rice flour because it's too. Now we add chicken. Bỏ trứng xong rồi mình đánh hết cái gì. Giờ mình đổ vô ha. Ok ha. We add the chicken. Egg. Now it takes it's not good to eat, so I add 2 gram of sugar. And add about 1 gram of salt to the mix of rice. Cái này mình sau khi mình ăn ha, nó còn hơi lạc hết cái gì. Nó mình bỏ thêm chút đường với lại muối cho nó đậm đà hơn chút. Thưa quý vị, bây giờ mình sẽ đổ bánh xèo ha. Nãy mình đã kiểm tra cái bột nó vừa đủ ăn rồi, mình nêm xong rồi đó. Thì bây giờ mình đổ để một giá ha. Mình lắc cái gì nè. Làm bắt đầu bột nó dính lại. Now you see I do like this. And now we keep cooking. Now we add the meat of jambin with carrot and
green onion. Cái này mình bỏ cái rau củ là củ sắn với lại cà gót với lại lá hành theo cái gì. Cái này mình trộn như hồi nãy mình làm gọi đó. Thì tép với lại thịt. Mình sẽ lật một mặt lại. Vì cái gì thấy không, bột nó rất là giòn ha, rất dễ lật cái mặt lại. Giờ mình chín rồi mình đổ ra. Vì thấy đây, bỏ thêm chút dầu, vì add some oil and we add the mixed rice. Rồi giờ mình bỏ thêm nhân thôi vậy. Now we add the vegetable to bánh xèo. We call this one bánh xèo because when we cook, we hear the noise xèo xèo xèo, and it's very delicious to eat. Do you hear the noise? Xèo xèo xèo. Bây giờ mình lật lại một vài. Now we up one side. One side to another side. Oh, it's done. Some oil. Mình lắc gì á? Now I shake like this and the oil go all around. So now I done. Now we add the vegetable. Add meat, shrimp. Giờ mình thêm cái nhân xong. Chờ một chút nữa. Bây giờ mình trở về ha. Now we turn the hồi xưa thì cái bột á mình phải làm rất là khó khăn ha quý vị. Tại vì không có chảo chống dính. Thì bây giờ có chảo chống dính rồi á. Cho nên cái bột của mình nó cũng dễ làm hơn. Hồi xưa làm sao nó cũng không dính, còn hồi xưa phải làm kỹ lắm. Phải đòi hỏi kỹ thuật, không mấy là nó dính là không có đổ được thành cái bánh. In the past, it's very hard to make the to mix the rice flour to make bánh xèo because it's easy to be stuck on the pan. Right now, the pan non-stick pan so easy like this, so it's easy for us to make the rice flour for bánh xèo for the mix. Rồi, xin chào quý vị, bây giờ đã xong. Giờ chúng ta tới phần ăn thôi. Bây giờ đây là nước chấm. This is fish sauce we make with special for bánh xèo.
we serve with carrots and and some chili and right now this is special vegetable for bánh xèo. Right now we eat like this. Bánh xèo so special we eat by hand. Cái này mình ăn bằng tay mới ngon hả quý vị? Ngon quá vậy. Cái bột mình chỉnh lại cho nó đúng cái vị rồi. Rất là ngon. Cái cải đó. Này không biết tên cải gì nữa. Lứa của cỡ mà. Để dành ăn cho bánh xèo. Cái ngọt. Ngon quá. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình. Thì quý vị có thể mua bột ở ngoài chợ hoặc là mình tự làm thì nó cũng có bánh xèo để ăn, nhưng mà làm bằng bột mình làm ở nhà thì nó cũng đơn giản lắm. Mình xay lên là mình trộn nó đừng có lỏng quá, thì rồi cái nhân thì mình thích cái bỏ nhân gì thì mình bỏ. Thì rồi mình có bánh xèo chỉ ăn với cái cải này nè, thì nó rất là ngon. Thì chúc quý vị có những cái buổi tối vui vẻ với gia đình. Và quý vị có gì thì cứ comment ở dưới kênh và nhấn nút subscribe để ủng hộ chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hi friends, I introduce for you to how to make bánh xèo, and I hope you will enjoy with your friends and your family. And thank you for watching. You can comment and support me by subscribe. Great to subscribe. Thank you for watching.